Cách tạo ảnh bìa cho video. Khi mà video mọi người đang lên mạng ý, cái lúc mà video nó chưa được ấn chạy thì nó sẽ có một tấm ảnh bìa hiện để chúng ta nhìn qua được, chúng ta biết ở trong video nó có cái gì. Thì làm sao chúng ta có thể chọn ảnh bìa theo ý muốn? Bình thường nó sẽ tự động chọn nhé, thường nó sẽ chọn cái khúc đầu tiên của mình này. Đấy, nó làm ảnh bìa luôn này, nó như thế này này, cũng giống như ở cái mục ảnh bìa trong CapCut này. Đó, vậy thì bây giờ nếu như mình muốn đổi sang cái ảnh khác để thể hiện được rõ nội dung của video mà mình muốn show ra hay không, thì mình sẽ ấn vào chữ ảnh bìa ở đây nhé, trong app CapCut luôn này. Rồi mình sẽ đẩy, đẩy từ phải qua trái. Ví dụ như đây này, cái khúc đầu là không có chữ nhé, cái khúc sau này, khúc sau này, đó, nó có cái tên, đây là tiêu đề của video mình này, nội dung chính của video mình. Thì mình sẽ dùng cái khúc này để làm ảnh bìa, thì mình sẽ di chuyển đến khúc này. Và sau đó thì mình sẽ có thể là ấn vào chữ T thêm chữ này, hoặc là sử dụng một cái mẫu nào đó này. Đấy, ví dụ như thế, để làm ảnh bìa nhé. Ngoài ra thì có thể kéo thêm này, những vị trí sau này. Nếu như mọi người thích cái khác mọi người có thể chọn này. Còn như cái video này thì chắc chắn là cái khúc này là phù hợp nhất rồi, vì nó thể hiện nội dung video này. Rồi thì mình sẽ ấn vào chữ lưu ở góc phải trên cùng màn hình này. Đấy, vậy là xong rồi đấy, mọi người nhìn thấy không? Ở đây nó có ảnh bìa là thành cái ảnh có chữ này rồi. Và khi mình đăng lên mạng xã hội, bình thường thì trên Facebook bây giờ nó cũng tự chạy, khi mình lướt để thấy một cái video nào đó nó sẽ tự chạy. Nhưng nếu như mà video nào đó mà nó không tự chạy hoặc là nền tảng khác thì lúc nó hiện ảnh bìa nó sẽ là cái bức ảnh như thế này mọi người nhé. Chúc mọi người thành công. Mọi người có câu hỏi gì thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Pamela, lên bè đi, sẽ ít hết mình.